Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Dự phiên khai mạc có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị trong đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Dự tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Trước giờ khai mạc kỳ họp, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội dự họp tại điểm cầu nhà Quốc hội đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 diễn ra sau khi hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 thành công tốt đẹp. Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội cùng đồng bào chiến sĩ cả nước đang nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị để cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Các nghị quyết kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 trong bối cảnh đất nước gặp những khó khăn thách thức mới gai gắt hơn trước những thanh thức và trồng chất khó khăn, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng lòng vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, dưới sự lãnh đạo sát sao của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự đồng hành chủ động linh hoạt của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, của toàn quân, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, sự ủng hộ tin tưởng của nhân dân và sự hỗ trợ của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc một số chỉ tiêu kinh tế xã hội tuy không đạt so với kế hoạch đề ra nhưng kinh tế vĩ mô vẫn duy trì ổn định nông nghiệp tăng trưởng khá và vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế và ổn định xã hội Xuất khẩu hàng hóa tăng cao so với cùng kỳ, lạm phát được kiểm soát, thu ngân sách và các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo. An sinh phúc lợi xã hội được chú trọng, quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chúng ta dần thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, khôi phục phát triển kinh tế xã hội Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét thông qua hai dự án luật, năm dự thảo nghị quyết, xem xét cho ý kiến đối với năm dự án luật. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành nhiều thời gian để xem xét các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Xem xét báo cáo của Chính phủ, tranh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội cũng tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét quyết định quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 cùng một số nội dung quan trọng khác. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi đề nghị các vị đại biểu Quốc hội trên cơ sở thực tiễn sinh động phong phú của ngành, lĩnh vực và địa phương mình đồng thời xuất phát từ lợi ích cao nhất của đất nước quốc gia và dân tộc tham gia đầy đủ các phiên họp toàn thể của quốc hội các cuộc họp của hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội của các tổ và đoàn đại biểu quốc hội để nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình tài liệu phản ảnh một cách khách quan chân thực thảo luận sôi nổi hiến kế và đóng góp thật nhiều ý kiến tâm huyết và sâu sắc có chất lượng chất vấn đúng và trúng các vấn đề trọng tâm thời sự mà cử tri cả nước quan tâm đồng thời xem xét biểu quyết quyết định các vấn đề rất quan trọng thuộc nội dung chương trình kỳ họp đã được quốc hội thông qua góp phần làm nên thành công của kỳ họp đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân và của cử tri cả nước Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kỳ họp lần này được tổ chức theo hình thức kết hợp họp trực tuyến và họp tập trung, chia thành hai đợt. Đợt 1 diễn ra trong 11 ngày, từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 10. Quốc hội họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ nhà quốc hội đến 62 đoàn đại biểu quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đợt 2, quốc hội họp tập trung tại nhà quốc hội trong 6 ngày, từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 11 năm 2021.